Chào mừng các em đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập và vận dụng ở trang 61 sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 bộ sách Chân trời sáng tạo nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong phần luyện tập và vận dụng như sau. Câu hỏi số 1. Em hãy chỉ ra điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã thời kỳ cổ đại. Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải nhé. Các em hãy dựa vào đặc điểm của Hy Lạp và La Mã thời kỳ cổ đại để có thể chỉ ra điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên của hai quốc gia này. Thông qua nghiên cứu tư liệu về đất nước Hy Lạp và La Mã thời kỳ cổ đại, chúng ta có thể chỉ ra điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên đó là Hy Lạp và La Mã đều được biển bao bọc xung quanh, có rất nhiều vịnh, cảng thuận tiện cho tàu bè ra vào, trú đậu, thuận lợi cho sự phát triển và sự trao đổi mua bán hàng hóa. Từ đó thương nghiệp cũng rất phát triển. Trong lòng đất thì có nhiều khoáng sản, thuận lợi cho sự phát triển của nghề luyện kim. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai ở phần luyện tập và vận dụng như sau. Câu hỏi số 2. Vai trò của Viện Nguyên Lão thời kỳ đế chế khác với thời kỳ Cộng Hòa như thế nào? Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải nhé. Các em hãy dựa vào tổ chức của nhà nước La Mã thời kỳ cổ đại để có thể chỉ ra vai trò và đặc điểm của Viện Nguyên Lão thời kỳ đế chế và thời kỳ Cộng Hòa. Dựa vào tổ chức của nhà nước La Mã thời kỳ cổ đại, chúng ta có thể nhận định được rằng nhà nước đế chế là nền quân chủ khoác áo Cộng Hòa bởi những lý do sau. Ở thời Cộng Hòa, Viện Nguyên Lão có quyền lực tối thượng. Họ đề xuất các luật, quyết định hòa bình hay chiến tranh, đề cử các quan chấp chính. Tuy nhiên, sang đến thời kỳ đế chế khoảng năm 27 trước công nguyên, hoàng đế đã thâu tóm mọi quyền lực. Viện Nguyên Lão lúc này chỉ còn là hình thức và không còn quyền hành nữa. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 trong phần luyện tập và vận dụng. Câu 3. Kể tên những thành tựu văn hóa của La Mã thời kỳ cổ đại vẫn được ứng dụng trong thời kỳ hiện đại ngày nay. Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng mình phương pháp giải nhé. Các em hãy liên hệ thực tế để có thể kể ra một vài những thành tựu tiêu biểu của văn hóa La Mã thời kỳ cổ đại vẫn được ứng dụng trong thời kỳ hiện đại ngày nay. Trong đó, những thành tựu của Hy Lạp ứng dụng trong thời kỳ hiện đại có thể kể tới đó là: thứ nhất, chữ cái Latin trở thành nền tảng cho hơn 200 ngôn ngữ và chữ viết hiện nay. Thứ hai, phát minh ra bê tông của người La Mã ngày nay đã được áp dụng và sử dụng một cách rộng rãi trong việc thi công và xây dựng các công trình. Như vậy, cô và các em đã vừa cùng với nhau trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập và vận dụng ở trang 61 sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 bộ sách Chân trời sáng tạo. Kết thúc nội dung phần này, các em cần chỉ ra được điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã thời kỳ cổ đại, đánh giá được vai trò của Viện Nguyên Lão trong thời kỳ đế chế và thời kỳ Cộng Hòa, đồng thời kể tên được một số thành tựu văn hóa của La Mã thời kỳ cổ đại vẫn còn tiếp tục được ứng dụng trong thời kỳ hiện đại ngày nay. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nữa nhé. Chúc các em học tốt, hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.